Theo báo South China Morning Post, vị giám đốc họ Giang bị bắt tại thành phố Vũ Châu, nơi Dinh Du Kinh Mét ký hợp đồng xét nghiệm COVID-19 hàng loạt. Một quan chức địa phương đề nghị giấu tên cho biết hợp đồng xét nghiệm với Dinh Du Kinh Mét đã bị hủy nhưng không nêu chi tiết. Theo vị này, sau các đợt lấy mẫu xét nghiệm, nhà chức trách nhận nhiều lời than phiền từ người dân về chất lượng mẫu xét nghiệm. Vũ Châu là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của tỉnh Hà Nam trong đợt bùng dịch lần này. Hơn 1,1 triệu người tại đây đang bước vào tuần phong tỏa thứ hai và đối mặt với việc bị lấy mẫu xét nghiệm liên tục. Cảnh sát xác nhận vụ bắt ngày 12 tháng 1. Cùng ngày, công ty mẹ của phòng thí nghiệm Dinh Du Kinh Mét, công ty cổ phần tập đoàn chẩn đoán Quảng Châu Kinh Mét, cũng cho biết một nhân viên của mình bị bắt. Công ty này sau đó đưa ra một tuyên bố khác phủ nhận những tin đồn cho rằng họ đang bị điều tra vì ngụy tạo dữ liệu và làm mất mẫu xét nghiệm. Chúng tôi kêu gọi mọi người không ngụy tạo và lan truyền tin đồn hay phát tán thông tin sai lệch, Quảng Châu Kinh Mét tỏ ra khẩn thiết. Đã có nhiều trường hợp nhân viên y tế và người dân bị bắt giữ vì không tuân thủ các quy định phòng chống COVID-19 ở Trung Quốc, theo SCMB. Đây dường như là trường hợp thứ hai liên quan đến phòng thí nghiệm xét nghiệm. Cách đây một năm, một phòng xét nghiệm ở tỉnh Hà Bắc bị đình chỉ hoạt động, còn người quản lý bị bắt vì gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Vụ việc xảy ra sau khi 300.000 người phải đi xét nghiệm lại khi họ được thông báo kết quả xét nghiệm là âm tính trước khi việc phân tích thực sự hoàn tất. Tập đoàn Quảng Châu Kinh Mét được thành lập vào năm 2003, chuyên cung cấp các dịch vụ bao gồm xét nghiệm lâm sàng và giải phẫu bệnh cho các bệnh viện, trung tâm y tế và những nơi khác. Ủy ban học thuật y khoa của công ty này gồm hơn 30 chuyên gia nổi tiếng, trong đó có chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Trung Nam Sơn.